Xin chào quý vị và các bạn. Không khí lạnh suy yếu khiến về đêm và sáng sớm nhiều nơi ở Bắc Bộ duy trì mây và sương mù, khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp. Riêng vài nơi ở vùng núi còn có thể xuất hiện mưa nhẹ. Tuy nhiên, những cơn mưa và sương mù được dự báo sẽ không kéo dài lâu. Từ khoảng 9 giờ, miền Bắc lại có nắng trở lại khiến cho sương mù nhanh chóng tan đi. Mây mỏng dần và nắng nhẹ khiến cho nền nhiệt trưa nay ở hầu khắp khu vực sẽ tăng lên ngưỡng từ 24 đến 27 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Lui xuống Trung Bộ, hôm nay mưa giảm nhanh nên hầu khắp khu vực trời tạnh ráo, có nắng. Nhiệt độ ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tăng nhẹ và phổ biến từ 24 cho tới 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng xuống đến Khánh Hòa, nhiệt độ dao động từ 27 đến 30 độ. Riêng Ninh Thuận và Bình Thuận do trời nắng mạnh hơn nên tại đây mức nhiệt cao từ 30 đến 31 độ. Càng lui xuống phía Nam, nắng càng mạnh. Ngay từ 7 giờ sáng, nắng đã xuất hiện và kéo dài suốt đến 17 giờ chiều, với cường độ nắng đạt cực đại là vào lúc 14 đến 15 giờ chiều. Đây cũng là thời điểm mà nhiệt độ các tỉnh phía Nam đạt cao nhất. Dự báo mức nhiệt ở vùng cao Tây Nguyên lên tới 27 đến 30 độ. Còn tại Nam Bộ, nhiệt độ ở các tỉnh thành miền Tây phổ biến là từ 32 đến 33 độ. Còn miền Đông, hầu khắp khu vực ở ngưỡng từ 34 đến 35 độ. Riêng tại Biên Hòa hay Bình Dương, nhiệt độ có thể ở mức xấp xỉ 36 độ. Cảnh báo không chỉ nắng nóng mà ngoài trời nắng cũng rất gắt. Dự báo hôm nay chỉ số tia cực tím UV ở một số điểm khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lên mức rất nguy hiểm là từ mức 9 đến mức 10. Ngoài ra trời còn rất khô với độ ẩm thấp nhất có nơi chỉ từ 32 đến 45% nên trời vừa khô vừa nóng hầm hập. Trên biển trong đêm nay và ngày mai, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau là có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 cho tới 4 mét, biển động. Bản tin thời tiết sáng ngày 7 tháng 3 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.